ra một sự việc của cái nhóm BG này, thậm chí nó kéo dài hơn tất cả những cái nhóm nhạc khác, đó là With Major Hit. Với những cái bản hit thì nó kéo dài đến 4 decade, 4 thập kỷ cơ, đúng không? Thế tức là cái thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của những người này sẽ phải kéo từ năm 1970 đến những năm 45, 2000. From 1970